Xin chào các bạn, Huyền Nguyễn rất vui khi được gặp bạn trong bài tập giãn mềm cơ khớp, sảng khoái tinh thần. Trong bài tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm mềm toàn bộ cột sống, khớp tay, khớp vai, cơ kheo chân và toàn bộ các khối cơ trên cơ thể của bạn. Xin mời các bạn điều chỉnh tư thế và bắt đầu với Huyền Nguyễn ngay nhé. Vươn hai tay lên cao, hít vào, đẩy căng toàn bộ lồng ngực của mình lên. Vươn nhẹ cằm, thở ra từ từ, hai tay chạm đầu gối. Tiếp tục, năm ngón tay xòe ra, bám xuống phía dưới đầu gối. Xoay hai vai ra sau, hít vào, dướn lồng ngực về phía trước, vươn nhẹ cằm của mình lên. Chậm chậm, cuộn lưng ra sau, hóp bụng, thở hết ra, cằm thu về cổ, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục một lần nữa, xoay vai, hít vào, kéo giãn toàn bộ phần thân phía trước. Chậm chậm, hóp bụng lại, thở hết ra. Tiếp tục hít vào. Chậm chậm, thở ra. Một lần cuối, xoay vai ra sau, ép sát khửu tay, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, cố gắng cảm nhận. 3, 2, hít thở đều. Và 1, rồi từ từ hít vào. Chậm chậm cuộn lưng ra sau, thở hết ra. Cằm thu về cổ, kéo vai của mình ra sau, hít thở đều, 4, 3, 2, và 1, nâng người trở về giữa, hai tay sang ngang, hít vào, nâng lồng ngực của mình lên, chậm chậm, nghiêng người sang bên phải, tay trái áp mang tai, thở hết ra, ta dùng lực của tay trái này, nhấn một lực để kéo giãn toàn bộ phần lườn bên phải. Tiếp tục về giữa, hít vào, kéo căng cột sống của mình lên. Chậm chậm bạn hạ tay bên trái xuống, thở ra tay phải áp mang tai, cảm nhận sự căng giãn ở lườn bên trái. Hít vào, nâng người lên. Chậm chậm hạ tay phải xuống, thở ra, kéo giãn toàn bộ cơ liên sườn bên phải. Thẳng tay, vươn cằm, mắt nhìn qua vai. Nâng người lên, hít vào. Chậm chậm hạ tay trái xuống, thở ra, mềm hết lườn bên trái của mình. Một lần cuối, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Chậm chậm hạ nhẹ khửu tay phải của mình xuống, thẳng hàng về hông, tay trái áp mang tai, giữ ở đây và hít thở bình thường. Ta nhấn mông bên phải xuống và đẩy căng lồng ngực, thẳng sống lưng. 3 2 1, rồi từ từ nâng người lên, hít vào. Chậm chậm hạ tay trái xuống, trùng khửu tay, thở ra, kéo giãn toàn bộ vùng lườn bên phải. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, cảm nhận sự căng giãn và thả lỏng vùng lườn bên phải. 3, 2, 1, ta nâng người lên, hít vào, kéo căng hai vai sang hai bên. Chậm chậm vặn người sang bên phải, tay trái nắm gối, tay phải phía sau mông trái, đẩy thẳng cột sống lưng và mắt nhìn theo vai phía sau, thở hết ra. Về giữa, hít vào, vặn người sang bên trái, thở ra. Tiếp tục hít vào, vặn người sang bên phải, thở ra.
Một lần cuối, hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng, kéo căng hai vai sang hai bên. Vặn người sang bên trái chậm chậm, thở hết ra. Ta đẩy thẳng cột sống lưng lên, giữ và hít thở đều. Chậm chậm vặn người ra sau một chút nữa và vòng tay nắm lấy đùi phía sau. Rồi ta đẩy thẳng cột sống lưng lên. 5 4 3 2 và 1. Về giữa, hít vào, nâng cao vùng cột sống, xòe 5 ngón tay để máu lưu thông. Chậm chậm vặn người sang bên phải, thở ra. Sau đó vòng tay ra sau, nắm lấy đùi trái, đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên. Mắt nhìn theo vai, hít thở đều ở đây. 4 3 2 và 1. Hai tay ra ngang, hít vào. Hai tay chống phía sau, thở ra. Xòe 5 ngón tay ra. Ngón tay cái sẽ hướng về phía mông. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, ta vươn cằm của mình lên. Từ từ đan tay về phía trước, hóp bụng, thở ra. Cong lưng ra sau. Tiếp tục, hai tay chống phía sau. Xoay vai, hít vào. Chậm chậm đưa tay về phía trước, thở ra. Kéo giãn vai của mình. Rồi một lần cuối, hai tay chúng ta chống phía sau. Xoay vai, nâng lồng ngực, hít vào. Kéo căng toàn bộ cơ cổ phía trước. Giữ ở đây và hít thở đều. 4 3 Cảm nhận lồng ngực của mình đang được giãn nở. 2 và 1. Rồi từ từ vươn tay về phía trước, thẳng hàng vai, cong lưng, hóp bụng, thở hết ra. Cằm chạm ức, kéo vai của mình về phía trước. Hít thở đều ở đây. 3 2 và 1. Rồi vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực, kéo vai lên phía trên. Chậm chậm hai tay xuống, thở ra. Đẩy thẳng cột sống lưng, vươn cao tay phải lên, hít vào, kéo căng toàn bộ vùng lườn của mình. Chậm chậm đặt tay lên đầu, nghiêng đầu sang bên phải, thở ra, kéo giãn toàn bộ vùng cơ cổ bên trái. Rồi đổi bên, hít vào, vươn cao tay trái lên. Chậm chậm đặt tay lên, kéo đầu sang bên phải, thở hết ra. Cảm nhận sự căng giãn toàn bộ. Đổi bên, tiếp tục hít vào. Chậm chậm nghiêng đầu sang bên phải, thở ra. Rồi chúng ta giữ ở đây và thở đều, đồng thời thả lỏng tay bên trái xuống. 5 Mỗi lần thở ra ta cảm nhận sự căng giãn. 4 3 2 1 Rồi chậm chậm về giữa. Hít vào, vươn cao tay trái lên. Chậm chậm đặt tay lên phía trên và thở ra. Kéo giãn toàn bộ vùng cơ cổ. Hạ tay bên phải xuống. 3 2 và 1. Rồi hít vào, vươn tay lên cao, đan tay, ngửa lòng bàn tay. Kéo căng phần cổ của mình lên, vươn giãn toàn bộ các đốt sống. Giữ và hít thở đều. 4 3 2 1. Rồi từ từ vươn người gập về phía trước, thở hết ra. Trán xuống thảm, trùng nhẹ khử tay, mông không nhấc lên, thả lỏng hai vai, điều hòa hơi thở của mình. 3 2 và 1. Rồi từ từ nâng người của mình lên. Hít vào, tay lên cao.
chậm chậm hạ tay xuống, thở ra. Rồi ta duỗi thẳng hai chân, nâng đầu gối lên xuống, thả lỏng toàn bộ vùng kheo chân của mình. Rồi mời bạn gập chân bên trái lại và duỗi thẳng chân bên phải. Kéo chân ra sau một chút và mở rộng đầu gối trái của mình hết mức có thể. Hai mông chúng ta nhấc lên một chút và từ từ ngồi xuống để cho hai mông cân bằng trên thảm. Dựng mũi chân lên, vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm gập người về phía trước, thở ra, kéo dài các đốt sống, thả lỏng kheo chân. Chậm chậm nâng người lên, hít vào, bạn hai tay dang ngang. Hạ nhẹ khửu tay bên phải của mình xuống, tay trái áp mang tai, thở hết ra. Thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên trái của mình. Tiếp tục về giữa, hít vào. Tiếp tục hạ khửu tay bên trái của mình xuống thẳng hàng với hông. Tay phải áp mang tai, thở hết ra. Nâng cao lồng ngực, chúng ta không cúi người xuống nhé. Rồi về giữa, hít vào. Chậm chậm hạ tay phải phía sau mông, xòe 5 ngón tay của mình ra. Từ từ hạ mũi chân xuống, hít vào, vòng tay phải qua đầu, nâng cao lồng ngực lên, uốn cong lưng. Từ từ hạ mông thật chậm xuống, thở ra. Tay lên qua đầu, hít vào, kéo căng toàn bộ các đốt sống lên. Vươn người gập người về phía chân phải, thở hết ra. Cố gắng là chúng ta duỗi lưng của mình lên nhé. Nếu như bạn đến đây mà bạn cảm thấy thoải mái thì chúng ta tiếp tục trùng nhẹ khử tay xuống, sao cho lưng của mình duỗi thẳng và bụng áp sát đùi. Tiếp tục hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm vươn người gập về phía trước, thở ra. Duỗi dài các đốt sống. Từ từ dựng mũi chân của mình lên, giữ ở đây và hít thở đều. 5 4. Cảm nhận sự căng giãn ở vùng thắt lưng dưới và cơ mông, cơ kheo chân. 3 2 1. Nâng người chậm chậm lên, hít vào, hai tay dang ngang. Chậm chậm hạ khử tay bên phải của mình xuống, từ từ tay trái áp mang tai, thở hết ra, kéo giãn toàn bộ vùng lườn. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Ta đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên nhé. 4. Mắt nhìn qua vai. 3. 2. Và 1. Nâng người của mình lên, hít vào, dướn thẳng cột sống lưng, kéo căng hai vai sang hai bên. Chậm chậm hạ khử tay bên trái của mình xuống, thở ra. Tay phải áp mang tai, giữ ở đây và hít thở đều. 5 4. Mỗi hơi thở ra ta sẽ tính là 1 3. Cố gắng cảm nhận vùng lườn của mình nhiều hơn. 2 1. Nâng người lên, hít vào, hạ tay trái phía sau mông, thở ra. Rồi vòng tay về phía trước, mặt qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ các đốt sống, uốn cong lưng. Giữ ở đây và hít thở bình thường. 5. Đẩy căng lồng ngực lên nữa nào. 4. 3. Cố gắng siết nhẹ cơ bụng và thả lỏng lưng. 2. 1. Rồi chậm chậm hạ mông của mình xuống. Hai tay dang ngang, hít vào, dựng mũi chân lên. Xoay người sang bên chân phải, thở ra và gập nhẹ người của mình xuống. Giữ và hít thở đều. 5. Cố gắng áp cái đùi bên trái của mình xuống nhé. 4. Cứ mỗi hơi chúng ta hít vào này thì dướn thẳng lưng, và thở ra thì lại hạ xuống một chút, đưa hơi thở vào các đốt sống của mình. 2.
và một, rồi từ từ nâng người lên, hít vào, chậm chậm hai tay xuống, thở ra. Ta đưa chân phải về phía trước, hai bàn tay ta đặt ở phía dưới gót chân, từ từ nâng bàn chân của mình lên, hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng, thở ra, duỗi thẳng chân. Rồi, ta cảm thấy căng kheo chân đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thở đều và thả lỏng phần kheo phía dưới của mình ra nhé. Chúng ta giữ ở đây, cứ mỗi lần thở ra ta đạp cái gót chân về phía trước. 4. Luôn luôn giữ thẳng cột sống lưng của mình. 3. Hít thở đều. 2. Và 1. Rồi chậm chậm đặt bàn tay phía má ngoài của chân này. Hít vào, vươn cao tay phải lên áp mang tay. Thở ra, vặn người sang bên sau, mắt nhìn theo tay. Rồi ta đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên. Giữ và hít thở đều ở đây. 4. Mở chân sang bên trái. 3. 2. Và 1. Rồi, chậm chậm ta hạ bàn chân của mình qua bên đầu gối trái. Đặt bàn tay phải lên đầu gối, đẩy thẳng cột sống lưng. Vươn cao tay trái, hít vào. Kéo căng vai, vươn giãn toàn bộ vùng lườn. Chậm chậm, vặn người sang bên phải. Hai tay đẩy vào giữa ngực, thở hết ra, mắt nhìn phía sau. Rồi, giữ ở đây ạ. 5. Cứ mỗi hơi chúng ta hít này, chúng ta lại đẩy thẳng cột sống lưng lên một chút. Và thở ra lại vặn người ra sau. 3, 2, 1, chậm chậm vươn hai tay lên cao, hít vào, từ từ hạ hai tay xuống, thở ra. Rồi, mời cả lớp chúng ta duỗi thẳng hai chân và thả lỏng chân. Rồi, mời bạn đổi bên, ta duỗi thẳng chân bên trái và gập chân bên phải, mở rộng đầu gối ra phía sau, dựng mũi chân của mình lên, hai mông chúng ta nhấc lên một chút và hạ xuống để cho hai mông ở trên thảm, vươn hai tay lên cao, hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng, chậm chậm gập người về phía trước, thở ra, chán xuống, duỗi dài các đốt sống, cố gắng dựng mũi chân của mình. Chậm chậm nâng người lên, hít vào, hai tay ra ngang, trùng nhẹ khửu tay bên trái, thở ra, kéo giãn toàn bộ vùng lườn bên phải của mình, mắt nhìn qua vai. Nâng người về giữa, hít vào, chậm chậm hạ khửu tay bên phải xuống, thở ra, tay trái áp mang tai. Kéo giãn toàn bộ vùng lườn của mình đi ạ. Tiếp tục nâng người lên, hít vào. Hạ tay phải phía sau mông, thở ra. Chậm chậm hạ mũi chân bên trái xuống. Vòng tay qua đầu, hít vào. Nâng mông, đẩy ngực lên, uốn cong lưng. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Tiếp tục dựng mũi chân của bạn lên, vươn tay qua đầu, hít vào, xoay người về phía chân phải, gập người về chân, thở hết ra, thả lỏng vùng kheo chân phía dưới. Rồi chúng ta lặp lại một lần nữa, hít vào, gập người về phía trước, vươn dài các đốt sống, thở hết ra, chán xuống, giữ ở đây và hít thở đều. 5. Cố gắng cảm nhận sự căng giãn ở phía dưới kheo chân. 4. 3. Thả lỏng các đốt sống lưng, thả lỏng vai. 2. Và 1. Rồi chậm chậm nâng người của mình lên. Hít vào, nâng cao lồng ngực, kéo căng hai vai sang hai bên. Chậm chậm hạ khử tay bên phải xuống, thở ra,
mở căng lồng ngực. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. 4. Cảm nhận sự căng giãn ở lườn bên phải của mình. 3. Luôn luôn đầy thẳng lông nào. 2. 1. Nâng người lên về giữa, hít vào. Chậm chậm nghiêng người sang bên phải, thở ra, tay trái áp mang tai. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. 4. Mỗi lần thở ra ta lại thả lỏng toàn bộ vùng lườn. 2. 1. Chậm chậm nâng người của mình lên. Hít vào. Hạ tay phải về sau mông, thở ra. Hạ mũi chân xuống, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Mở căng ngực lên nữa nào. 4. 3. Siết chặt cơ bụng, thả lỏng lưng. 2. 1. Rồi chậm chậm hạ mông của mình xuống. Dựng mũi chân lên luôn ạ. Hít vào, về giữa, nâng cao vùng cột sống. Xoay người về phía chân, gập người xuống, thở ra. Này thì chúng ta gập theo khả năng. Mỗi lần thở ra lại thả lỏng vùng kheo chân và gập người xuống một chút nữa. 4. 3. Luôn luôn hướng mũi chân vào phía đầu và đẩy gót chân ra phía bên ngoài để kéo giãn vùng kheo chân tối đa. 2. Xuống nữa nào. Rồi, rất tốt. 1. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Chậm chậm hạ tay xuống, thở ra. Lúc này ta đưa chân về phía trước. Lòng bàn tay đặt ở phía dưới chân. Hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng và duỗi thẳng chân. Thở ra, mở căng lồng ngực. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Cố gắng thả lỏng vùng kheo chân nào. 4. Đẩy thẳng sống lưng nữa. 3. 2. 1. Rồi từ từ bạn đặt tay phải phía má ngoài chân trái. Hít vào, ta vươn tay trái lên, kéo căng vùng lườn. Chậm chậm thở ra, vặn người ra phía sau. Mắt nhìn theo bàn tay. Giữ ở đây. 5. Cố gắng đẩy thẳng lưng hơn lên nào. 4. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ ta vòng bàn chân của mình qua phía bên ngoài đầu gối và cân bằng hai mông trên thảm. Ta đặt tay trái lên trên phía đùi, vươn cao tay phải lên, hít vào, kéo căng toàn bộ vùng lườn bên trái. Chậm chậm vặn người, hai tay đẩy giữa ngực, thở ra. Mắt nhìn theo vai phía sau. Giữ ở đây. 4. 3. 2. 1. Rồi nâng người lên, hít vào, kéo căng vai, vươn dài cột sống. Chậm chậm hạ tay xuống, thở ra. Rồi mời bạn duỗi thẳng hai chân về phía trước. Thả lỏng vùng kheo chân. Chúng ta vừa kéo giãn vùng kheo chân này, vừa cơ mông, cơ lưng. Đó, và hai bên lườn của chúng ta. Lúc này bạn đã cảm thấy thoải mái chưa ạ? Chúng ta sẽ đau nhưng mà mình sẽ điều tiết hơi thở để mà cảm thấy là dễ chịu hơn trong lúc tập. Rồi mời bạn lên tư thế con bò mèo. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết khi mà vào tư thế nhé. Bạn ngồi trên gót chân, khép sát hai đầu gối này. Sau đó này, nhẹ nhàng mở hai đầu gối ra để sao cho thẳng hàng với hông. Ta hạ khuỷu tay của mình xuống, khuỷu tay sát với lại đầu gối. Rồi, mở tay ra bằng vai. Sau đó chúng ta đo thêm một bàn tay về phía trước. Đó. Rồi nâng người lên, xuôi mũi chân. Lúc này các ngón tay xòe ra và cổ tay thẳng hàng vai, đầu gối thẳng hàng với mông.
Ta siết nhẹ cơ bụng, từ từ võng lưng xuống, hít vào vươn căng lồng ngực, dướn nhẹ cằm lên. Chậm chậm cuộn lưng lên, thở hết ra, cằm thu về cổ, siết chặt cơ bụng. Tiếp tục võng lưng, siết bụng, mở căng lồng ngực, hít vào. Chậm chậm cuộn lưng lên, thở hết ra. Một hơi nữa, hít vào. Thở ra. Một lần cuối, từ từ võng lưng xuống, vảnh mông nhẹ, siết nhẹ cơ bụng này, ta mở lồng ngực ra, kéo dài cuống họng, vươn cằm về phía trước, rồi thở ra và giữ ở đây. 5. Cảm nhận vùng lưng trên của mình, lưng giữa của mình đang được mở rộng. 4. Mỗi lần thở ra ta lại mềm lưng ra hơn một chút. 3. 2 và 1. Rồi hít vào. Chậm chậm cuộn lưng lên, thở hết ra. Tách hai vai của mình phía sau ra, siết chặt cơ bụng, cuộn nhẹ xương cụt của mình xuống. Hít thở đều. 4 3 2 và 1. Rồi từ từ ta đi tay về phía trước này, sao cho mông vẫn thẳng hàng với đầu gối. Ta đi tay về. Đó. Rồi chậm chậm hạ ngực của mình xuống. Khép sát hai khử tay nhé. Ở tư thế này nó sẽ kéo giãn vùng cơ vai, mở lưng trên cho bạn đỡ bị cong lưng trên, và phần cổ phía sau ta kéo giãn. Hít thở đều, điều hòa hơi thở của mình trong khi giữ tư thế. 3 2 và 1. Rồi chậm chậm chúng ta nâng người lên, đi tay trở về, hạ mông chạm với dưới gót chân, trán xuống thảm, cằm đưa về gần với cổ của mình, xuôi hai tay theo thân, ngửa lòng bàn tay, thả lỏng hai vai. Hít thở đều và điều hòa hơi thở. Cân bằng năng lượng. Hít sâu để bơm oxy lên tim. Thở ra thật chậm. Hóp sâu bụng lại. Tiếp tục hít vào, phình nhẹ cơ bụng, nâng cơ hoành lên một chút. Thở ra, hóp sâu bụng lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Rồi chậm chậm chúng ta nâng người của mình lên. Lúc này chúng ta quỳ trên gối, bước chân phải lên phía trên. Sau đó hạ hai bàn tay về phía trước này, sao cho khi mà chúng ta hạ hết mông xuống rồi thì cái bàn chân của mình này phải thẳng hàng với đầu gối. Được chưa ạ? Và hai chân chúng ta không trên một đường thẳng nhé, sẽ hơi sang bên phải một chút. Sau đó chúng ta hạ bàn tay xuống thẳng hàng với chân, xòe năm ngón tay của mình ra, xuôi mũi chân phía sau, mở căng lồng ngực, dướn cột sống của mình về phía trước. Hít thở đều. 6. Thả lỏng toàn bộ vùng cơ đùi phía dưới. 5. 4. 3. Cố gắng hít thở đều. 2. Và 1. Rồi từ từ chúng ta đi tay trái về phía trong một chút, sau đó vươn cao tay phải lên, hít vào, mắt nhìn theo tay.
gắng sao cho đẩy cái vai trái của mình sang một chút, hai vai trên một đường thẳng. Hít thở đều nào. 3, 2, xốc vai trái lên, siết chặt cơ bụng của mình một chút. Và 1, rồi từ từ hạ tay trở về. Sau đó chúng ta thu chân phải, đổi bên, bước chân trái lên. Đó, xuôi mũi chân ra sau. Rồi chúng ta căn làm sao mà khi hạ hết mông xuống thì cái bàn chân phía trước của mình phải thẳng hàng với đầu gối. Vì nếu như mà quá đầu gối như thế này thì chúng ta sẽ bị đau khớp gối. Thấy chưa? Rồi, đặt hai bàn tay thẳng hàng với lại chân. Mở căng lồng ngực, duỗi cột sống. Vươn cằm và mắt nhìn về phía trước. Thả lỏng toàn bộ cơ đùi phía dưới này và cơ đùi trước của chân phải. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Chậm chậm di chuyển tay phải về phía giữa một chút. Từ từ nâng cao tay trái lên. Hít vào, mắt nhìn theo tay. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, chúng ta nâng vai phải của mình lên nhé, không để người bị sụp ạ. 4, siết nhẹ cơ bụng. 3, cố gắng mở căng lồng ngực ra. 2, 1, rồi chậm chậm hạ tay xuống. Đi hai chân về sau. Tư thế plank, tư thế tấm ván ạ. Lúc này chúng ta không nhổ mông lên và cũng không bị võng lưng xuống như này. Chúng ta sẽ gì ạ? Cuộn cái xương cụt của mình lại và đẩy vai về phía trước sao cho cổ tay thẳng hàng vai. Giữ ở đây ạ. Ta xốc vai lên. Mắt nhìn về phía đầu thẳng một chút. Hít thở đều. 5, cố lên nào. 4, 3, 2 và 1, rất tốt. Chậm chậm ta hạ đầu gối và đẩy mông ra sau về tư thế em bé. Tay xuôi theo thân, thả lỏng vai. Hít thở đều. Điều hòa hơi thở của mình. Bây giờ chúng ta đưa tay về phía trước. Mở hai tay ra thẳng hàng với vai. Xòe 5 ngón tay. Chống mũi chân. Đẩy mông lên cao. Về tư thế V ngược. Lúc này bạn sẽ cảm thấy là căng cái phần kheo chân ạ. Chúng ta dướn cột sống lên và thở ra nhẹ nhàng, hạ gót chân xuống một tí. Cứ hít vào này, đẩy đỉnh mông lên cao ạ. Và thở ra lại hạ gót chân xuống một chút. Ta cứ hít thở như vậy và thả lỏng toàn bộ cái vùng kheo chân phía sau. Đấy chưa ạ? Rồi chậm chậm bước chân phải lên cạnh bàn tay phải. Hạ gót chân trái phía sau xuống, sao cho hai gót chân trên một đường thẳng. Từ từ nâng người của mình lên. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Hóp chặt cơ bụng. Mở căng vùng cột sống. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Ta lưu ý là đầu gối phía trước là phải thẳng hàng với lại gót chân. 4. Xoay hông về phía trước. Mở căng lồng ngực. 3. 2, 1, tiếp tục hít vào, chậm chậm hạ bàn tay phải xuống thẳng hàng với chân phải, tay trái lên cao, xoay người sang bên trái, mắt nhìn theo tay, giữ ở đây và hít thở đều, 4, 3, 2, 1, tiếp tục dùng lực của chân phải, nâng người của mình lên, hít vào, hai tay ra ngang, xoay hết hông của mình về phía bên trái, thở ra từ từ nghiêng người sang bên trái, chậm chậm tay phải áp mang tai. Hít thở đều ở đây ạ. 5, gắng cảm nhận sự căng giãn ở lườn bên phải của mình. 4, 3, siết chặt cơ đùi. 2, và 1, hít vào, về giữa, chậm chậm hạ hai tay xuống thẳng hàng với chân, thở ra. Chúng ta bước chân phải ra phía sau, trở lại tư thế V ngược.
rồi từ từ đổi bên, bước chân trái lên phía trên, hạ gót chân phải xuống, sao cho hai gót chân thẳng hàng, nâng người của mình lên. Rồi lúc này thì đầu gối thẳng hàng với gót chân ạ. Xoay hông của mình hết về phía trước, siết cơ bụng, cuộn nhẹ xương cụt, vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ các đốt sống của mình lên, giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 siết cơ đùi. 3 2 và 1. Rồi hít vào một hơi, kéo cột sống của mình lên, chậm chậm hạ tay trái xuống thẳng hàng với chân trái, thở này. Rồi tiếp tục vươn cao tay phải lên, xoay ngực sang bên phải, giữ ở đây, thở đều, thẳng gối chân sau. 4 3 2 1. Siết chặt cơ bụng, nâng người của mình lên, hít vào, hai tay ra ngang, ta xoay hết hông sang bên phải, cuộn nhẹ xương cụt này, mở gối trái sang phía sau một chút, mắt nhìn theo tay trái, thẳng cột sống lưng, hít thở đều. 3 2 1. Rồi hít vào, chậm chậm nghiêng người sang bên phải, tay phải đặt đùi, tay trái áp mang tai, thở hết ra nào. Cảm nhận sự căng giãn ở lườn bên trái. 5 4 siết chặt cơ đùi phía dưới. 3 2 1. Rồi về giữa, chúng ta hít vào. Rồi chậm chậm chúng ta hạ bàn tay xuống, đưa hai chân về sau, đẩy mông lên cao, tư thế V ngược, trùng nhẹ khớp gối, hít vào, rồi nín thở ở đấy ạ, chúng ta bật lên phía giữa hai bàn tay, thở hết ra, rồi nâng người chậm chậm lên, vươn hai tay lên cao, đan tay, cuộn xương cụt của mình lại này, siết nhẹ cơ bụng và kiễng cao gót chân. Chúng ta siết chặt cơ bụng lại để chúng ta không bị đau phần thắt lưng dưới. 5 4 3. Mắt nhìn tập trung vào một điểm để chúng ta có thể giữ thăng bằng. 2 và 1. Chậm chậm hạ hai tay xuống, thở hết ra. Co đầu gối chân trái, sao cho đầu gối thẳng hàng với hông, hướng mũi chân của mình xuống, hai tay dang ngang, hít vào, chậm chậm đặt tay phải bên ngoài đầu gối, thở ra, tay trái phía sau, mắt nhìn theo tay, giữ ở đây và hít thở đều. 5 Cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng. 4 Siết chặt cơ đùi của mình. 3 2 1 Rồi chậm chậm hạ chân xuống. Chúng ta đổi bên, co chân phải lên, đầu gối thẳng hàng hông và hướng mũi chân xuống, hai tay dang ngang, hít vào, vòng tay trái qua đầu gối phải, thở ra, tay phía sau, cố gắng thẳng lưng, mắt nhìn theo bàn tay phải, giữ ở đây và hít thở. 4 3 Cố gắng siết chặt cơ bụng. 2 và 1. Rồi trở về, hít vào, nâng cao lồng ngực và mở rộng hai tay sang hai bên, thở ra, gập người về phía trước, trùng nhẹ khớp gối của mình nhé. Nếu như chúng ta bị căng cái kheo về sau thì chúng ta cứ trùng nhẹ, sau đó chúng ta đi chân về sau. Tư thế plank, tư thế tấm ván, ta di chuyển tay làm sao mà cổ tay thẳng hàng vai ạ, và cuộn cái xương cụt của mình, siết chặt vùng cơ bụng, nâng vai lên, mắt nhìn về phía trước đầu thảm, giữ ở đây. 4 3 2
Một, rồi từ từ hạ gối. Mông chạm gót chân. Trán chạm thảm. Thả lỏng hai vai. Hít thở đều. Điều hòa hơi thở của mình. Mời bạn trở về tư thế nằm ngửa. Rồi, chúng ta duỗi thẳng hai chân. Hai tay dang ngang. Co chân trái của mình lên. Đặt tay phải bên ngoài đầu gối trái. Hít vào. Chậm chậm hạ đầu gối sang bên phải. Thở ra. Mắt nhìn qua bên tay trái. Cố gắng hạ vai trái của mình xuống. Lúc này ta sẽ cảm nhận toàn bộ vùng cơ lưng phía sau của mình đang được kéo giãn ra. Tiếp tục trở về, hít vào. Chậm chậm hạ chân xuống, thở ra. Mời bạn đổi bên. Co chân phải lên. Tay trái đặt bên má ngoài của đầu gối. Hít vào. Vặn đầu gối sang bên trái. Mắt nhìn qua bên phải. Thở hết ra. Thả lỏng vùng cơ lưng. Thả lỏng vùng lườn. Tiếp tục hạ tay xuống. Nâng gối lên. Hít vào. Chậm chậm hạ chân xuống. Thở ra. Rồi bạn làm một lần nữa. Co chân trái. Tay phải đặt lên đầu gối. Hít vào. Vặn người sang bên phải. Thở hết ra. Lúc này ta giữ ở tư thế và điều hòa hơi thở. 5. Mỗi lần chúng ta thở ra thì lại hạ đầu gối xuống thêm một chút. 4. Cảm nhận vùng cơ lưng của mình này. Thả lỏng toàn bộ vùng lưng giữa và lưng dưới. 3. Tư thế này rất tốt cho những người bị đau lưng hoặc là thoát vị đĩa đệm. 2. Chúng ta làm theo khả năng của mình. Và 1. Rồi nâng chân lên, hít vào. Hạ chân xuống, thở ra. Mời bạn đổi bên. Co chân phải. Tay trái đặt lên phía ngoài đầu gối. Hít vào. Vặn qua bên trái, thở ra. Cảm nhận toàn bộ vùng lườn của mình. Mỗi lần thở ra ta lại hạ đầu gối xuống một chút. Tập trung vào hơi thở nhiều hơn. Cái chỗ vùng nào bị đau, bị căng cứng thì chúng ta thả lỏng nó ra. Tiếp tục thở đều. Hơi từ từ nâng đầu gối lên. Hít vào. Hạ chân xuống, thở ra. Rồi, ta co hai đầu gối. Hai tay nằm phía trên đầu gối này. Bật một lực nhé. Đập, giơ bàn chân. Hít, bật chân lên. Sao cho bàn chân hạ xuống này. Chậm chậm hạ lưng từng đốt sống xuống, thở ra. Tiếp tục bật lên, bật xuống như vậy. Để thả lỏng toàn bộ cái vùng lưng của mình. Như được massage trên thảm. Rồi, bây giờ bạn nhẹ nhàng đặt lưng của mình xuống. Chậm chậm mở hai chân ra bằng thảm. Thả lỏng toàn bộ chân của mình. Ngửa lòng bàn tay. Tay xuôi theo thân. Đó. Đầu của chúng ta đưa về giữa. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thả lỏng tâm trí. Tập trung vào hơi thở. Rũ bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết. Cảm nhận cơ thể đang tràn đầy năng lượng của mình. Đang ấm nóng dần lên.
thư giãn toàn bộ hai vai. Thư giãn cơ hàm. Thả lỏng cơ đùi. Thả lỏng đôi lông mày. Chỉ tập trung vào hơi thở. Cảm nhận rốn khi ta hít vào. Và cảm nhận rốn khi ta thở ra. Hít vào phình căng bụng lên. Thở ra thật chậm, hóp sâu bụng lại. Hãy để hơi thở tự nhiên. Tiếp tục hít vào phình bụng lên. Thở ra thật chậm, hóp sâu bụng, thả lỏng lồng ngực. Rồi chúng ta lắc hai chân, lắc hai tay. Tay trái vươn qua đầu, chống chân phải lên. Chúng ta nghiêng người sang bên trái, chống tay và nâng người trở về giữa. Ta ngồi tư thế ban đầu. Hai tay đặt đầu gối. Đẩy thẳng cột sống lưng. Thả lỏng hai vai. Thả lỏng cơ mặt. Mắt chúng ta nhắm lại. Cảm nhận điểm giữa hai lông mày, nơi con mắt thứ ba. Hít thở đều. Rồi, từ từ xoa nóng hai tay. Nhẹ nhàng đặt tay lên mắt và cảm nhận hơi ấm của mình từ tay truyền đến mắt. Tiếp tục xoa nóng tay một lần nữa. Xoa nhanh hơn, làm ấm nóng đôi bàn tay. Nhẹ nhàng đặt tay lên mắt, mát xa lông mày, mát xa mắt. Chậm chậm mở mắt ra, nhìn theo tay, gương mặt mỉm cười. Namaste. Sau khi luyện tập xong thì các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Đã có sự giãn nở và mềm mại đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã luyện tập cùng Huyền và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong buổi tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày mới thật là hạnh phúc và vui vẻ. Namaste.